Hằng ơi, giờ bữa nay mẹ tới đây, giờ con mẹ mong con về đi. Giờ con quyết định của con, giờ con sao thì cũng được hết trơn á, chứ mẹ không có ép buộc con đâu. Dạ rồi, em xin phép chào chị gái nha. Dạ. Chị gái có thể cho em cũng như cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng được biết là chị tên là gì và đến từ đâu? Em tên Quỳnh Thị Ánh Nguyệt, đến từ Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Là gốc mình ở người Bình Dương luôn hả? Em ở An Giang. À, ở An Giang. Ở huyện nào An Giang? Huyện An Phú, tỉnh An Giang. Dạ, hôm nay chị về đây nhờ giúp đỡ gì đây? À, hôm nay em tới nhờ mấy anh hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải tìm nhỏ con gái em. Tìm con ha, chị nói lớn lên giúp em ha. Con nhà mình tên gì? Tên Lâm Như Quỳnh. Lâm Như Quỳnh. Lý do gì con bỏ đi? Mẹ, chuyện hôn nhân của con rồi nó buồn nó đi. Hôn nhân của con là như thế nào? Chị có thể chia sẻ cụ thể được không? Như ở quê có người hỏi dò cưới hỏi đồ này kia đó, thì hỏi ý con thì nó không chịu, rồi cũng la gầy con, rồi nó đi làm công ty rồi nó bỏ nó đi luôn. Là ở An Giang đúng không ạ? Ở nơi địa phương chị sinh sống có Dạ người hỏi cưới dạ là muốn lấy con nhà mình, dạ nhưng con gái nhà mình không có chịu, rồi dạ gia đình ép buộc la dày thì con dạ gái mình mới bỏ đi. dạ Trời đất ơi, mình ép chi ạ? Hả? Em dạ hỏi nè, con gái nhà mình nhiêu tuổi rồi? 19 tuổi ạ. Con gái nhà mình có bạn trai chưa? Có Bạn trai ở đâu? người ở Thanh Hóa. Con gái có bạn trai ở Thanh Hóa. Dạ. Nhưng mà sao con gái có bạn trai rồi sao mình ép lấy chồng chi ạ? Gia đình bên ngoại nội không ai chấp nhận ở xa. Không chấp nhận ở xa ha. Dạ. Nhưng mà con gái mình chịu là được rồi. Cái này là tình yêu của con gái chọn mà. Sao mình kỳ á? Bây giờ em nói như thế này, vấn đề như thế này này. Ba mẹ sinh con, nuôi con lớn, khôn lớn đúng không ạ? Những cái hôn nhân hạnh phúc phải là quyền của con chọn. Dạ. Sau này con khi con gái của chị chọn, sướng thì con gái chị hưởng mà khổ thì con gái chị chịu. Bây giờ con gái của chị cái tình yêu là xuất phát từ trái tim, từ con tim mà. Con gái nhà mình yêu ai là quyền của con gái nhà mình. Chứ bây giờ mình bắt con gái nhà mình tự dưng đang yêu người ta mà bắt chia tay đi lấy chồng sao được? Sao thế? Cái động lực nào, lý do nào mà gia đình nhà mình lại đi ép con gái nhà mình lấy một người không thương, không yêu? Dạ không, cũng như là ở quê người ta chỉ có hỏi thăm đồ gì dò thôi, chứ chưa có gì vô cuộc quan trọng hết trơn á, thì Là cũng mình hỏi ý con. rồi mình la dày là la dày con sao? Em nói con lớn rồi có mình nên con à, để cho mẹ với bà ngoại á, kiếm chỗ đàng hoàng á, gần gũi cha mẹ á, đừng sống chứ xa quá rồi con lỡ có bị gì sao mẹ chắc đi tới. Xa thì ví dụ như sau này, ví dụ như cái người thanh niên mà đang yêu thương con gái nhà mình á, ví dụ nếu thương thật lòng chấp nhận con gái nhà mình thì có thể ở An Giang được mà. Đâu sao đâu, người ta đang còn ở Việt Nam, người ta lấy chồng nước ngoài nữa mà. Đúng không? Hay là chị lo sợ vấn đề gì? Em lo sợ như sau này con em có mình nó về ngoại rồi á, không có như là chú này có cho nó về hay không á. Trời ơi, mình lo xa quá. Sợ lo cho con, chứ em đâu có bắt buộc gì con đâu. Tức là con gái nhà mình đang quen thôi, chưa có cưới nên mình đừng có lo xa. Ví dụ trường hợp sau này cái người thanh niên này quê ở Thanh Hóa đấy, ví dụ chấp nhận ở đây thì sao? Chứ tự dưng bây giờ mình ai làm mai gì cho con gái nhà mình ở dưới quê hả? Không ai làm mai hết, tự ta thấy ta hỏi thăm thôi chứ không ai làm mai hết. Nhà nhà ở dưới quê kia giàu không? Em cũng không biết Công nữa. đất nhiều không? Em cũng không biết nữa, chỉ có hỏi là điện hỏi lên rồi cũng chưa có gì hết á. Ai là người la dày con? Em La như thế nào? nói con lớn rồi để cho mẹ gả đi cho mẹ yên tâm. Con cực khổ lâu rồi, cha mẹ sống xa nhau á, hồi cấp con còn nhỏ lận. Giờ mẹ muốn cái chuyện tốt đẹp cho con, mẹ sống gần gũi con, mẹ không muốn xa con nữa. Mà con em nó không có hiểu cho em. Em biết là nó quen chú kia, nó làm theo ý của chú, nhưng mà em cũng không có ép buộc con, em chỉ la rồi thì thôi. Em cứ tưởng con em nó đi làm rồi nó về 2 hôm rồi.
Vậy là cuộc sống hôn nhân của chị đã gọi là bị dang dở rồi đúng không ạ? Dạ. Chị có người, chị có chồng mới chưa? Có anh. Có hả? À? Vậy trước lúc con gái chưa bỏ đi là con gái ở chung với ai? Ở chung với em, với cha Dượng. Với cha Dượng là ở đâu? Ở Dĩ An mình. Ở Dĩ An, ba người ở chung phòng trọ hay là ở nhà? Ở tới 5 người là 5 người em, chồng với thằng con trai thứ ba nữa là em ruột của nó. Con gái nhà mình 19 tuổi rồi đúng không ạ? Dạ. Vậy là vì cái chuyện mà gia đình gọi là có đã và đang có ý định để ép buộc con gái nhà mình lấy chồng ở quê đúng không? Dạ đúng rồi. Mà đặc biệt là một người này thì con gái nhà chị chưa từng gặp mặt. Đúng. Chưa từng biết. Dạ. Chưa từng gọi là có một cái gì cả. Dạ. Nên con gái không đồng ý, con gái bỏ bỏ đi. Dạ. Em hỏi chị này, ví dụ bây giờ em hỏi bản thân chị nha. Dạ. Ví dụ bây giờ chị đang thương một người mà gia đình kêu chị lấy và yêu một người khác, chưa hề biết, chưa hề quen biết, chưa hề gặp mặt, chị có đồng ý không? Chị có chịu không? Chịu không đúng không ạ? Dạ. Mình không chịu thì tại sao mình lại ép con được, đúng chưa? Mình nhận ra cái sai chưa? Thì em nói vậy em cũng sai, nhưng mà em chỉ hỏi. Năm nay là năm 2023 rồi chứ không phải là ngày xưa, không phải là cái thời sửa thời xưa mà cha mẹ đặt đâu con cái phải ngồi đấy. Hạnh phúc là của con, do con chọn, quyền quyết định là của con, chứ không phải là mình ép con phải lấy người này lấy người kia, đúng không ạ? Dạ. Mình đâu có sống với các con cả đời đâu. Bây giờ em nói đơn giản như thế này, ví dụ trường hợp chị ép buộc con của chị đi lấy cái người đàn ông mà đang ở quê đi, rồi về lỡ sống hôn nhân không hạnh phúc, rồi người kia hành hạ hoặc là như thế nào đó với con gái nhà mình, rồi con gái nhà mình tổn thương, rồi lúc đó chị hối hận không? Chị có sợ điều đấy không? Đúng không ạ? Dạ. Nếu mà hối hận thì muộn rồi. Cái lúc đó là thấy con chỉ khóc lóc cơm chan nước mắt, hôn nhân không hạnh phúc, rồi lúc đấy mình sao? Nên mà đừng ép cái chuyện tình cảm, tình yêu đừng ép nha. Dạ. Cứ để cho con quyết định. Bởi vì năm nay con 19 tuổi rồi. Hạnh phúc hôn nhân là của con. Sau này cuộc sống sướng thì con hưởng, mà khổ thì con chịu. Bởi vì chính con là người lựa chọn. Yeah. Chứ mình đừng ép. Đừng ép. Tình yêu đặc biệt đừng ép. Vậy là con chị lần này bỏ đi là vì lý do chính là vậy. Dạ. Yeah. Đúng không ạ? Dạ. Yeah. Bây giờ đến giờ phút này chị hối hận chưa? Hối hận. Hối hận sao? Chị nói đi cho con hiểu để con quay về. Nhờ mẹ tới. Thằng ơi, chị nói lớn lên nào. Hằng ơi, giờ bữa nay mẹ tới đây, giờ con mẹ mong con về đi. Giờ con quyết định của con, giờ con sao thì cũng được hết trơn á, chứ mẹ không có ép buộc con đâu. Giờ con về đi cho mẹ yên tâm, làm mà nuôi em út nữa, còn hai ba đứa em nữa, mà con đi như vậy mẹ điện cũng không êm ấy. Con kêu mẹ yên tâm, sao yên tâm mẹ làm được. Nào giờ con đâu có đi như vậy đâu. Ngày hôm nay chỉ mẹ con nói nhiều thôi mà con buồn con đi. Chị hôm nay về đây là chị đã hối hận rồi đúng không ạ? Dạ. Chị nghỉ hôm nay chị suy nghĩ thoáng chưa? Dạ. Chắc chắn không ạ? Chắc. Khi con về thì gia đình nhà mình có ép buộc con nữa không? Không. Ở đây là em không có, có phải là em bênh con gái nhà chị mà em bác bỏ ý kiến của chị, nhưng mà thực tế là như vậy. Dạ. Bởi vì cuộc sống hiện tại là hiện đại rồi nha. Yeah. Mỗi người có mỗi hạnh phúc và mỗi người có mỗi cuộc sống. Mặc dù mình là cha mẹ, mình sinh các con ra, mình nuôi lớn, trưởng thành rồi, thì cái quyền mà lập gả vợ lấy chồng là cái quyền của các con. Yeah. Đúng không? Giống như mình nè. Bây giờ mình cũng ví dụ như là bước đầu mình dang dở là mình cũng hiểu rồi. Mình cuộc sống hôn nhân mình không hạnh phúc thì mình cũng nếm đủ vị đắng cay ngọt bùi rồi. Nên mình không muốn đời con mình như vậy đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà bây giờ đời con mình ép sao được? Ép không may về gặp rồi gặp cái thanh niên kia để đối xử không tốt rồi sao? Đúng chưa? Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi? Em năm nay 37. Chị 37 ha? Dạ. Nên mà mình suy nghĩ thoáng đi, đừng vì một cái gì đó nha. Dạ. Đừng vì là cái cậu thanh niên đấy nhà nhiều đất đai, nhà giàu hay như thế nào đó để về mình ép buộc con nha. Yeah. Như vậy là không được, con cái sẽ rất buồn.
Hy vọng rằng em gái xem được cái video này, thấy mẹ của em về đây nhờ các anh các chú đội dịch chuyển Tinh Hải Bình Dương đi tìm em. Thì như câu chuyện mẹ chia sẻ từ đầu tới đuôi thì tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương rất là thông cảm cho cái lần này bỏ đi của em. Nhưng mà hy vọng rằng là mẹ đã ăn năn hối lỗi rồi. Thì em ở đâu đó thì em cứ về đi, và mẹ sẽ đồng ý cho em quen bạn trai, mặc dù là quê ở xa. Thì gia đình bây giờ đồng ý rồi, thì em chỉ cần em về thôi, mẹ sẽ không ép gả gì em nữa. Hy vọng em đang ở đâu đó thì hãy nhanh chóng quay trở về để mà đoàn tụ cùng với mẹ. Vì tới giờ phút này thì mẹ cũng khóc rất nhiều rồi. Thì chị có điều gì tâm sự với con không? Với lại tới đây hôm nay em tới đây á, em nhắn gửi với chú á. Chú nào? Cái chú bạn gái của nhỏ con em. Bạn á, trai chứ. Bạn trai. Nếu có thương á, em á thì cho kiếm em giùm về cho cô đi. Rồi á, con cứ tới lui bình thường, chứ không phải như lúc giờ con tới rồi thời gian á con không có tới nữa. Nhưng mình có cấm cản hay mình có chửi hay la dày gì không nên người ta biết sợ phải không? Dạ không. Không ha. Dạ. Tới lui thì cô không dẫn cho bình thường, tại vì con không có tới lui thôi. Đó, cô... Bây giờ em hỏi nè, tới giờ phút này chị có đồng ý cho con gái nhà mình và bạn trai con gái nhà mình quen nhau không? Có. Có cho cưới không? Có. Cho ha. Dạ. Đừng có nghĩ là thời ở xa Bắc và Nam như thế nào cả. Nếu cái bạn trai của con gái nhà mình thương thật lòng thì người ta sẵn sàng người ta ở đây cùng với gia đình nhà mình. Đâu sao đâu. Nhá. Hay là mình nghĩ người ở ngoài Thanh Hóa như thế nào? Em không nghĩ gì hết á, em chỉ nghĩ là đường đi xa xôi thôi. Chứ em không nghĩ gì người xấu người tốt hết trơn. Ở đâu có người xấu người tốt hết nhá. Dạ. Mình đừng có nghĩ là ở tỉnh này tỉnh kia như thế nào hết. Mình không có phân biệt vùng miền nhá. Dạ. Bất kể ở tỉnh nào cũng có người này người kia. Nha, chứ mình đừng có nghe người ta nói là người Thanh Hóa thế này thế kia, không đúng đâu nha. Dạ không. Ừ. Em chỉ ngại đường xa thôi à, chứ em. Thì đường xa thì một ngày không đến thì 3-4 ngày. Hả? Phải không? Dạ. Đi xe không được thì ta ra ga, ta đi tàu, đi máy bay. Giờ mình cười cái được chưa? Cười cái cho con về được chưa? Em thoáng lên, nè em nói nè. Phải suy nghĩ thoáng lên nhá. Em hôm nay chị chỉ hơn em 1-2 tuổi thôi. Nhưng mà em đang nói chuyện với chị bằng cái tấm lòng thật sự. Nhưng mà chị đang còn suy nghĩ một cách rất cổ hủ. Chị suy nghĩ cổ hủ lắm. Thật, chị đang sống theo kiểu bị lây theo kiểu thời phong kiến á. Nhá, mình thoáng lên. Thế hệ tuổi trẻ thanh niên bây giờ không sống theo cái kiểu ngày xưa được. Bây giờ chúng nói chung là các con không thể mà cha mẹ mà ép buộc được đâu. Bởi vì là tình yêu mà theo tiếng nói con tim mà. Nha, mình phải hiểu cho các con nha. Để chúng tự lựa chọn. Yeah. Giàu nó hưởng, khổ nó chịu. Bởi vì nó lựa chọn thì sướng thì nó hưởng thôi. Yeah. Còn cuộc sống như thế nào thì nó phải chấp nhận thôi. Lúc đó nó không có kêu cai được. Yeah. Còn nếu mình ép buộc sau này cuộc sống của nó khổ thì mình hối hận cả đời. Yeah. Nha. Thì thôi thì cái sự việc này thì anh em đã ghi nhận, sự cố gắng hết sức nha. Thì hy vọng rằng là cô chú anh chị nếu có thấy bé gái như trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải khuyên bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với mẹ. Thì người mẹ về đây thì thật sự từ đầu tới đuôi câu chuyện thì nước mắt cũng đầm đìa rồi, hối hận rồi. Bây giờ cũng rất là thương con, bây giờ chỉ lo cho tình trạng của con không biết là đi ra ngoài như thế nào thôi. Thì hy vọng rằng bé xem được video này quay trở về bên mẹ. Mẹ không có ép nữa, ngoại cũng không có ép nữa. Bé yêu ai thương ai là quyền của bé, hạnh phúc là của bé nhá. Còn nếu mà bạn trai mà yêu thương bé, nếu có thấy bé hoặc là đang ở với bé ở đâu đó thì nên đưa bé về. Bởi vì mẹ chấp nhận rồi ha. Thì toàn bộ sự việc chị vừa chia sẻ cho tất cả anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương thì có đúng với sự thật không? Dạ đúng. Nếu có gì sai trái thì em chịu nhịp trước pháp luật ha. Dạ đúng rồi. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải Bình Dương đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con không? Dạ chịu. Trong khi đăng tải có điều gì sai trái thì chị là người hoàn toàn chịu trách nhiệm. Dạ. Anh em ở đây là giúp chị hoàn toàn miễn phí nha. Dạ. Chị cứ yên tâm ha. Dạ. Thôi đừng có khóc nữa ha. Mình bình tĩnh lại ha. Con sẽ về, chắc chắn là con sẽ về. Nha. Dạ. Bây giờ mình cũng biết, mặc dù là mẹ nhưng bây giờ mẹ cũng biết sai rồi đúng không? Dạ. Rồi cuối video này em không biết nói gì hơn, chỉ biết chúc gia đình nhà mình nhiều sức khỏe. Và đặc biệt sớm nhất tin vui là con gái sẽ quay trở về. Dạ. Để mẹ con đoàn tụ bên nhau. Nha. Dạ.
Rồi xin phép chào chị, xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.